Dạo này mình sẽ thực hiện một cái bài demo của slide 2 trang 12 nha. Thì chỗ này thầy sẽ nêu một cái class slide 2 trang 12. Slide 2 series slide 2 trang 12. Rồi. Như vậy đối với lại cái class mà chúng ta mới tạo thì nó sẽ không có thực thi được vì nó không có hàm main. Chúng ta thêm hàm main vào và cơ bản thì chúng ta cứ làm quen bằng cách là khởi tạo một cái frame, bằng cách là tạo một cái biến riêng. Vậy chúng ta sẽ làm một cái khởi tạo cho cái lớp này slide trang 12, và trên này chúng ta sẽ tạo một cái biến reframe ref chấm phẩy phía bên trong hàm khởi tạo của cái slide trang 12 này. Chúng ta sẽ lấy reframe bằng new reframe, cái này là quen thuộc ha, mình có thể đưa title nó vô đây. Demo slide 2 trang 12. Rồi trong này mình sẽ làm gì? Reframe chấm set visible to ok. Trong cái reframe này, trong đề người ta yêu cầu là tạo cho location của nó là 200, rồi set size, set default. Đó, mấy cái này rất là cơ bản. Như vậy bây giờ mình sẽ chọn set size trước đi ha. CF.set size 600,400. Thì mình muốn set nhiều set. Rồi gf chấm set location related null. Mấy này làm cố gắng nhớ là đó là lệnh gì nha. Gf chấm set default close reframe chấm acid on close. Rồi còn gì nữa không? Đó là những cái hết sức cơ bản mà chúng ta sẽ set cho một cái frame. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ lấy một cái slide bằng bằng new. Rồi, như vậy là xong. Chạy lên. Đó. Như vậy thì bất kỳ khi nào mà các bạn code thì các bạn cứ làm đến đây. Chạy thử đi cái đã. Coi nó có lên được cái frame cho các bạn không. Nếu mà nó không lên thì sửa cái đã. Đừng có nên vội code hết cả một bài cuối cùng không biết là chỗ nào nó không lên. Các bạn cố gắng chia để trị, chia nhỏ ra. Từng giai đoạn chúng ta sẽ test thử là cái bài của mình nó có lên hay không. Rồi chỗ này size của mình tại vì kích thước màn hình của mình lớn mà mình cho 600 400 thì nó nhỏ tùy theo kích thước màn hình. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái image icon. Chỗ này các bạn sẽ tạo ra một cái image icon. Đó, image icon. Và chúng ta new chỉ cái đường dẫn. Và chú ý đường dẫn của chúng ta, nếu như các bạn dùng xiệt huyền thì nó là hai xuyệt, còn không thì bạn đổi lại thành xuyệt sắt một xuyệt ha, huyền thì hai xuyệt, sắt thì một xuyệt. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cái bài của mình ở đây. Thầy đang lưu trong ổ C đây, shop code server 3, và trong này sọt tức là mấy cái file của mình đang chứa ở đây nè, slide 2 trang 12 nè. Vậy thì thầy sẽ có một cái thư mục
ở phía ngoài này. New folder is chứa cái hình ảnh của mình. Hình ảnh thì cái mà hồi nãy các bạn download, các bạn hồi nãy chép ở đâu rồi, thì mình sẽ lấy các cái hình ảnh đó chép qua bên kia. Hồi nãy rồi chép mấy cái hình ảnh qua giúp thầy. Rồi, như vậy thì mình đã có lá cờ. Như vậy trong này, ví dụ như là cờ Mỹ thì có một cái cờ hình chữ nhật, có một cờ hình tròn. Tương tự như vậy, cờ Anh, cờ Mỹ, cờ Việt Nam thì đều có hai dạng, một là hình tròn, hai là hình chữ nhật. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu code ở bên trong. Nếu như khi chúng ta code mà kích thước nó lớn thì chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước, có hai cách điều chỉnh. Một là điều chỉnh trên hình, hai là mình điều chỉnh trên code đó. Nhưng mà trong này mình coi thử người ta có điều chỉnh trên code không, không có cái nào mà liên quan đến kích thước hết, kích thước của icon không có. Cho nên đối với bài này, tại thời điểm này mình sẽ điều chỉnh trên hình, nếu như cái icon của chúng ta nó quá lớn thì tí nữa mình vô mình sẽ resize cái hình nhé. Đối với bài này nó là như thế. Như vậy thì chỗ này các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái image icon. Image icon. Đây, nhớ chỗ này các bạn chọn tab để làm gì? Để phía trên này nó sẽ thêm cái import image icon vào, còn không thì các bạn phải tự gõ vào. Và chúng ta sẽ chọn là US icon, rồi US icon. Icon bằng new image icon, rồi đưa đường dẫn vào. Đường dẫn của mình ở đây, chúng ta đang ở ổ C 2 chấm xuyệt sắc, còn không thì các bạn copy cái này vô cho chắc. Đây, copy cái này vô luôn. US đúng không? Đó, US ở dưới, US, copy cái đường dẫn này vô, Ctrl C luôn, Ctrl V. Thì ở đây nó sẽ tự động nó thêm hai xuyệt cho mình luôn các bạn. Mình không cần hai xuyệt. Mình cứ copy cái đường dẫn ở bên ngoài này thì tự động ở bên trong cái thằng NetBeans nó xem cho mình hai xuyệt luôn. Đó, thì nó rất là tiện. Copy đường dẫn vô. Đây là đối với cái icon thứ nhất. Mình sẽ làm cho cái icon tiếp theo. Rồi, mình có 3 icon. Bên này mình sẽ có US rồi. Mình sẽ có gì đây nữa nào? AM. AM và VN. American và VN. Chỗ American này chúng ta sẽ đổi lại. Đổi cái đường dẫn lại. Mỹ ha. Ở trên. American, I am. Rồi để cái hình nào cũng được ha. United Kingdom, I am United Kingdom. Vậy mình lấy cái đường dẫn của nó ở đây. United Kingdom, Anh. Ok. Chấm PNG. Rồi ở dưới mình lấy cái hình của Việt Nam. Vietnam.png.
Rồi, như vậy mình đã có được ba cái hình. Bây giờ mình đã chuẩn bị ba cái hình xong, mình sẽ chuẩn bị ba cái nút bấm và chèn ba cái hình vào. Ba cái nút bấm và chèn ba cái hình vào, tạo ba cái nút bấm và đưa ba cái hình vào. Ok, ba cái nút bấm thì chỗ này chúng ta sẽ có re button. Re button thứ nhất là us button bằng new re button. Đây các bạn thấy là đối với lại button của mình thì mình có cái dạng mình đang chuẩn bị icon nè. Đó. Mình đang chuẩn bị icon thì mình chọn cái dạng ở phía dưới này. Ở trong này người ta sẽ nói một dòng thôi, click. Click here đi ha. Click here. Rồi mình đưa cái icon vô. Ví dụ ở trên là US thì mình đưa là US icon. À, tương tự như vậy mình sẽ tạo ra một cái icon tiếp theo. Icon tiếp theo AM VN AM VN. Rồi, như vậy là mình đã tạo ra được ba cái nút có ba cái chữ click ICK. Ba cái chữ và ba cái icon. Sau đó thì các bạn sẽ tạo một cái repanel. Repanel gp bằng new gpanel. Bên này để coi thử người ta tạo cái gpanel ok không có layout. Rồi bây giờ mình sẽ thêm ba cái nút này. GB.add thứ nhất là US button thêm vào một cái GB.add AM button rồi GB.VN button. Rồi thêm được ba cái nút vào trong panel. Sau đó làm gì nữa? Thêm ba cái nút vào trong panel. Sau đó thì thêm cái frame đó. Thêm cái frame đó vào trong, thêm cái panel đó vào frame. Như vậy gf.add cái gp. Rồi, mình làm cơ bản như vậy, xem thử như thế nào đã. Chạy thử nào. Rồi, như vậy mình đã thêm được ba nút và ba cái nút của mình nó khá là lớn, cho nên nó chiếm hết diện tích luôn. Nếu cần thì chúng ta sẽ chỉnh lại các cái hình này lại cho nó nhỏ lại. Được chưa? Và đối với bài này chưa có nói gì đến size hết. Như vậy thì mình vô bên mình chỉnh trước đi. Như vậy ở đây mình coi cái hình này của mình sẽ open with với bên và size thì size của nó là 512, mình cho là 250, size của nó là 250. Kích thước của nó mình nhìn thấy cái cờ hình chữ nhật nhưng mà nó là 250 250, lý do là có cái phần trắng này nữa các bạn. Ok. Như vậy mấy cái file khác mình cũng lấy 250 hết luôn nha. Mấy cái file khác mình coi thử là nó bao nhiêu và mình set lại 250 hết. Rồi ok, đây mình cho 250 hết. Rồi,
chỉnh kích thước lại giúp thầy nào. 250. Ok. Các bạn sửa bằng pen là dễ nhất ha. Chọn pixel nha, còn bên này nó là phần trăm, tỷ lệ phần trăm. Mình chọn 250. Chọn bên này pixel 250. Và còn hình cuối cùng. Sau này thì các bạn không cần chỉnh nữa. Các bạn sẽ dùng size của picture đó để các bạn điều chỉnh. Và mình muốn lớn thì lớn, mình muốn nhỏ thì nhỏ, chứ không phải chỉnh bằng này. Rồi, mình đã điều chỉnh xong. Và chương trình của mình chạy lại coi nào. Rồi, tương đối rồi. Như vậy ba nút của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ làm gì? Cái frame của chúng ta đó, chúng ta cho kích thước ngang lớn tí xíu. Thay vì kích thước 250 là 750, cho 800 đi. Kích thước ngang của chúng ta 800 đi các bạn. Chạy lên nào. Còn thiếu ha. Một, hai. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có được ba cái lá cờ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là khi click chuột vô, đổi icon khác. Đó, chúng ta xử lý sự kiện đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo được ba cái button. Và ba button này là có chèn hình vào. Và đồng thời có chữ nữa. Ha, có vừa có hình vừa có chữ. Thì chúng ta muốn lấy được hình thì chúng ta sẽ dựa trên một cái lớp là lớp image icon để chúng ta kéo ảnh ra. Như vậy cái lớp này không chỉ là chúng ta đưa vào button đâu, mà chúng ta còn đưa bất kỳ ở đâu chúng ta đều có thể sử dụng cái class này được, chứ không nhất thiết phải đưa vô button đó. Rồi, như vậy tuần tự của chúng ta tạo một cái frame. Muốn đưa cái hình ảnh vào button thì trước tiên bạn phải kéo được cái hình ảnh ra cái đã. Thì dùng image icon để kéo ra. Rồi muốn đưa vô button thì tạo ra button và đưa nó vào. Và muốn hiển thị được button thì lấy ba cái button đó thêm nó vào một cái panel. Muốn thấy được panel thì cái reframe sẽ add cái panel đó vào. Như vậy đây là các bước cực kỳ cơ bản mà mình đã làm ở bài trước rồi. Vậy bài này chúng ta thêm cái gì chỗ này? Thứ nhất là set spread icon. Set spread icon. Thấy chuyện gì đây? Khi mà nhấn xuống thì đổi thành icon khác. Khi nhấn xuống thì đổi thành icon khác. Nếu như mình sử dụng lại ba icon này cũng được. Còn không thì mình sẽ tạo ra một cái icon mới cho nó hấp dẫn hơn. Ví dụ ở chỗ này icon US icon. Ví dụ như chỗ này thì để là Fred. Tức là khi nhấn xuống thì đổi thành icon khác. Vậy cái icon khác đó là icon gì? Ví dụ như United số 1, tức là thêm cái số 1 ở phía sau. Thêm cái số 1 ở phía sau. Đó. Để coi thử nó ra không nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ xuống đây. Với cái button này. Với button này. Mình sẽ trước khi mình add vào GPanel. Các bạn làm cho thầy một bước. Là. Đối với lại cái US button này. Mình chọn set spread icon. Set spread icon. Là US icon spread. Đó. Và chỉ có cái nút này mới có thôi. Còn hai nút kia mình chưa làm. Hai nút kia mình chưa làm. Rồi chạy lên lại. Mình thêm hai cái. Một, hai. Chạy lại coi. Việt Nam không có gì.
Đây không có gì. Thấy không? Thấy không? Như vậy bây giờ mình muốn thêm cho ở đây thì mình thêm icon khác vô. Được chưa? Như vậy chỗ này các bạn sẽ copy cái này ra. Thêm một cái icon nữa. Chỗ này thêm cho thầy chữ Fred đi. Rồi phía sau này cái hình của mình có thêm số 1. Tùy theo hình của bạn nha, chứ không phải hình nào cũng số 1 đâu nhé. Tùy hình của các bạn là cái gì á. Rồi tương tự như vậy. Việt Nam. .png. Chỗ này vnpress. Rồi xong chưa? Tương tự như vậy. Chỗ này am pattern chấm set fresh icon. Rồi chỗ này là am icon fresh, tương tự như vậy. Vn pattern chấm set fresh icon. Vn icon fresh. Rồi chạy lên lại. 1, 2, 3, 3 nút đều có thay đổi. Được không? Như vậy thực ra các bạn code cũng không có quá khó ha. Rồi tiếp tục làm gì nữa nào? Khi nhấn vào một nút thì nó sẽ xử lý sự kiện cho nút đó. Mà muốn xử lý sự kiện thì chúng ta sẽ dùng phương thức gì mấy em? Set. Set gì? Listener cho nó. Như vậy chỗ này muốn nó lắng nghe thì phải thêm sự kiện. Add cái listener cho nó. Một là chúng ta add từng button. Hai, chúng ta làm gì? Set listener thôi. Còn xử lý sự kiện là xử lý chung. Chú ý chỗ này nhé. Bây giờ người ta đang ví dụ cho các bạn là gì? Set từng cái một. Thì mình làm set từng cái một thôi. Bây giờ ví dụ chúng ta dùng us.us button chấm add action listener. Add action listener. Rồi chỗ này có một cách. Bạn có thể làm cái listener riêng. Rồi bạn xử lý hết tất cả các listener bên trong. Hoặc là chỗ này mình new một cái action listener. Thiên biến vạn hóa nha. Đó, mình có thể new một cái listen. Một cái action chứ, action listener chỗ này. Một cái action listener. Rồi. New một cái action listener. Và phía bên trong này mình sẽ viết cái performance cho nó. Phía bên trong mình sẽ viết cái performance cho cái đối tượng này. Đó. Nhờ bên trong là mình sẽ viết lại cái performance. US. Rồi trong này mình sẽ sử dụng một cái lệnh mà xuất ra một cái câu chào. Có lệnh xuất ra câu chào re option bên thì nó cho xuất ra một cái câu chào show message dialog. Re option pen chấm show message dialog, show input show message ha, các bạn chọn show message cho thầy. Rồi trong này thì
chúng ta sẽ có hai đối tượng this chấm bạn chọn cờ Mỹ new public phẩy rồi ok add accept ở sao after add action chứ dd action action listener Action listener rồi bị nhầm chỗ này đợi tí nào action listener bằng new action listener rồi ok nãy do mình bấm control space nó nhảy nhầm cái hàm mà không chú ý. Rồi G option panel chấm show message dialog null bạn chọn cờ Mỹ rồi new run Việt Nam không có anh không có Mỹ đó. Anh không có chỉ có Mỹ có Việt Nam không có thôi như vậy muốn thì mình viết thêm được chưa đó như vậy thì các bạn sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta viết một cái bài mà liên quan đến frame liên quan đến frame rồi dưới này người ta để là p p tức là panel set border new title rồi line border như vậy thì ở phía trên này người ta đóng khung á title border nè xong rồi đến line border nè rồi chữ demo nè như vậy người ta muốn đóng khung lại đây người ta muốn đóng khung lại cái chữ demo ở chỗ này đó như vậy thì chúng ta thêm cái lệnh này nữa vào như vậy chúng ta đã xong được cái bài đầu tiên về demo các cái nút như vậy các bạn thấy là nếu như mà các bạn đọc một cái đoạn code như thế này và thầy hướng dẫn các bạn viết từng đoạn lệnh nhỏ nhỏ thì nếu mà chưa hướng dẫn các bạn tự viết dễ hay khó thầy nghĩ cũng không khó đúng không bởi vì đoạn code của chúng ta cũng khá ít đó, cho nên là các bạn cố gắng tự viết giúp thầy còn cái thầy hướng dẫn là với những bài mới thôi. Còn sau này những cái slide sau chắc là các bạn tự viết, thầy chỉ hướng dẫn về phần lab thôi nhé. Đó. Chứ còn nếu mà hướng dẫn hết thì thời gian của chúng ta không có nhiều. Thì các bạn cố gắng